khách Tây ở thành phố Hồ Chí Minh, xem bóng đá uống bia mới vui. Đó là cảm nhận của nhiều khách nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh khi được hỏi về cách thưởng thức những trận bóng. Bia và bóng đá không thể tách rời nhau, Rosie, Australia bày tỏ. Mặc dù không phải là người hâm mộ bóng đá, nữ du khách này cho rằng những bữa tiệc thể thao cần có chất xúc tác như bia mới tạo nên sự cùng nhiệt. Xem bóng đá không thể thiếu bia. Đây là lần đầu tiên Rosie đến Việt Nam. Khi được hỏi mối liên hệ của bia và bóng đá, cô đánh giá đây là hai thứ không thể tách rời. Bia giúp các cổ động viên cùng nhiệt và thoải mái hơn khi thưởng thức các trận bóng. Khác với Rosie, các du khách anh là một người yêu thích bóng đá. Anh có mặt từ sớm ở bùi viện để chờ trận đấu giữa đội tuyển Anh và Iran diễn ra lúc 20 giờ. Nam du khách chọn một quán bia ở khu phố nhộn nhịp bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, cùng bạn bè cổ vũ cho đội tuyển nước nhà đây là lần thứ ba các ghé thăm việt nam anh bày tỏ sự hào hứng khi đến thành phố hồ chí minh vào đúng mùa world cup tôi rất mong chờ trận đấu tối nay tôi sẽ uống bia cùng bạn bè ở bùi viện và theo dõi trận đấu đây là nơi nhộn nhịp nhiều quán bia quán nhậu và có không khí náo nhiệt phù hợp để thưởng thức một bữa tiệc bóng đá các nói nam du khách chia sẻ anh luôn uống bia mỗi khi xem bóng đá ở sân vận động ở nhà hay ở quán bar với các đó là thứ đồ uống không thể thiếu giúp tăng sức nhiệt khi cổ vũ đội tuyển yêu thích khi được hỏi về vấn đề qatar cắm bia trong suốt mùa world cup các cho rằng nước chủ nhà không nên làm như vậy hành động này phần nào làm giảm khí thế của người hâm mộ và ảnh hưởng đến các nhà tài trợ là các hãng bia một hãng bia đã chi rất nhiều tiền để tài trợ cho nước chủ nhà hơn nữa việc uống bia tại các trận cầu trước giờ là điều bình thường các bày tỏ Tương tự, du khách Rossi cũng cho rằng nhiều người hâm mộ có thể sẽ cảm thấy buồn và thất vọng trước quyết định cấm sử dụng bia ở Qatar. Trái với quan điểm của các và Rossi, Eli, du khách người Mỹ, lại cho rằng quy định cấm bia tại Qatar là một hành động khôn ngoan. Uống bia xem bóng đá rất vui. Tuy nhiên, tại các sân vận động, những người say xỉn dễ có những hành vi gây hấn với cổ động viên đội khác. Có thể nước chủ nhà World Cup làm vậy để hạn chế điều này. Eli nhận định. Cổ động viên Việt Nam cuồng nhiệt. Trong khi nhiều du khách đang háo hức đón chờ những trận cầu sôi động, Rosie và Eli lại không có kế hoạch cho hoạt động này tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cả hai vị khách đều ấn tượng với niềm đam mê bóng đá và không khí cổ vũ của người Việt. Nữ du khách Rosie nhận xét tinh thần ủng hộ bóng đá ở Việt Nam có phần sôi động hơn so với Australia, quê nhà của cô. Cổ động viên ở Việt Nam thật cuồng nhiệt. Mọi người dường như rất bận rộn và vội vàng hơn trước giờ khai mạc World Cup vào tối qua, Rossi bày tỏ. Tương tự, nam du khách người Mỹ, Eli, cũng cho rằng người Việt rất yêu bóng đá và dành sự quan tâm đặc biệt cho bữa tiệc thể thao lớn nhất hành tinh đang diễn ra. Điều này trái ngược với không khí ở quê hương Anh. Người Mỹ không quá quan tâm đến World Cup. Bóng bầu dục mới là bộ môn thể thao nhận được sự cổ vũ cùng nhiệt ở nước tôi, Eli bày tỏ. Trong khi đó, du khách các lại tìm được điểm chung giữa không khí cổ vũ bóng đá ở anh và việt nam nam du khách cho rằng cố động viên ở cả hai quốc gia đều rất máu lửa đối với người anh world cup là một sự kiện thể thao lớn và rất đáng mong chờ hầu hết mọi người đều giỏi theo đội tuyển quốc gia tôi cảm nhận được bầu không khí tương tự ở việt nam dù mới chỉ là những ngày đầu của mùa world cup người việt dường như tất bật và dành nhiều sự quan tâm tới các trận bóng Hầu như hàng quán nào cũng có màn hình chiếu lớn phục vụ khách hàng xem. Các nói, tại thành phố Hồ Chí Minh, những người kinh doanh ở khu phố du lịch như Bùi Viện cũng tỏ ra thích thú trước sự náo nhiệt của bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Bá Lân, nhân viên một quán bar trên đường Bùi Viện, quận 1, cho biết quán của anh không chiếu các trận đấu nhưng cũng đông khách hơn thời gian trước đây. Anh chia sẻ khách nước ngoài khá thích thú trước khí thế cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam trong kỳ World Cup. Trận khai mạc không qua khách Tây có mặt từ khá sớm. Họ chọn ngồi phía ngoài uống bia, trò chuyện cùng bạn bè và dự đoán về tỷ số trận đấu. Anh nói. Một số khách hàng người nước ngoài cũng chia sẻ với Bá Lân rằng họ bị ấn tượng bởi không khí sôi động và tình yêu bóng đá của các cổ động viên Việt Nam trước tất cả giải đấu chứ không riêng World Cup 2022.